5 cách để làm thân với mèo của bạn. Ai cũng biết rằng mèo là loài vật nuôi vô lý và khó lường nhất. Bạn có biết được mèo đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé đó không? Tuy nhiên, mèo có ngôn ngữ riêng và nếu học được ngôn ngữ đó, bạn sẽ hiểu chúng hơn nhiều đấy. Chúng tôi đã tập hợp mọi hành vi của mèo để giúp bạn tìm ra một ngôn ngữ chung với thú cưng của mình. Nếu nó cho phép bạn. Đồng thời, chúng tôi cũng chuẩn bị 3 mẹo cần thiết sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với các hoàng thượng. 1. Cái đuôi. Đuôi vảnh cao, đuôi vảnh lên trên và cong thể hiện rằng mèo của bạn đang hài lòng với cuộc sống của nó. Xin chúc mừng, bạn đã là người bạn thân với chú mèo. À mà bạn làm thế nào mà hay vậy? Bạn có bí quyết nào để lấy lòng mèo không? Hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới để mọi người cùng học thủ thuật của bạn nhé! Thi thoảng co giật. Đuôi thi thoảng co giật thể hiện rằng mèo của bạn đang phấn khích hoặc lo lắng về điều gì đó. Ngoài ra, các bác sĩ thú y cũng cho biết khi mèo giật mạnh đuôi hoặc liên tục đập đuôi xuống sàn thì nghĩa là mèo đang bị đau hoặc căng thẳng. Có lẽ bạn phải đưa mèo đến phòng khám rồi. Lông nhô ra. Khi lông trên đuôi mèo nhô ra tứ phía thì có thể thấy rằng cục bông của bạn đang cảm thấy rất phấn khích hoặc bị đe dọa. Mục đích của việc xòe lông đuôi là tạo ảo giác rằng con mèo to lớn hơn. Như vậy, mèo đang thể hiện sức mạnh với kẻ thù và đừng có dại mà chọc vào nó nhé. Đuôi rung rinh. Con mèo hơi rung đuôi khi nó xúc động và vui mừng vì được gặp bạn. Điều đó cũng thể hiện rằng mèo đang rất hào hứng, chờ đợi điều gì đó, như là bánh thưởng chẳng hạn. Đuôi dựng thẳng đứng. Nếu thấy chú mèo dựng đứng đuôi và uốn cong lưng như chữ N, thì bạn cần đặc biệt chú ý đến điều này. Đây là dấu hiệu cho thấy sự hung hăng cực độ và xảy ra trong quá trình tự vệ. Nếu không có gì nguy hiểm xảy ra ở đó, thì hãy cố gắng trấn tĩnh chú mèo bằng cách vuốt ve ẻm ta nhé! Đuôi nghiêng muốn góc thấp. Đuôi thẳng nhưng nghiêng là dấu hiệu cho thấy mèo hơi hung hăng. Ngoài ra, khi mèo không biết có bạn hay kẻ thù quanh đây không, nó sẽ nghiêng đuôi ở một góc 45 độ. Đuôi rủ xuống. Chú mèo rủ đuôi xuống đất khi sợ hãi hoặc cảm thấy tội lỗi. Thông thường, mèo thường kẹp đuôi giữa hai bàn chân khi chúng sợ hãi điều gì đó hoặc ai đó. Ngoài ra, đây cũng là một dấu hiệu của sự bất an và phục tùng. Hãy nhìn quanh nhà mà xem. Có lẽ chú mèo đã nghịch ngợm và phá gì đó, nên nó đã cụp đuôi vì biết rằng bạn sẽ phạt nó. Đuôi vẫy từ bên này sang bên kia. Nếu mèo vẫy đuôi một cách dứt khoát từ bên này sang bên kia, thì hẳn nó đang tức giận. Tốt nhất là hãy để thú cưng của bạn một mình. Tuy nhiên, rất có thể là mèo muốn chơi với bạn nữa. Tại sao mèo vẫy đuôi khi ngồi cạnh chủ và cảm thấy cực kỳ hài lòng? Rất đơn giản, con mèo kiểm tra xem có kẻ thù sau lưng nó không đấy. 2. Đôi mắt. Đồng tử giãn ra. Đồng tử giãn ra biểu thị cảm xúc mạnh, tinh nghịch, phấn khích, sợ hãi hoặc hung hăng. Nếu mèo đến một ngôi nhà mới thì đồng tử giãn ra là dấu hiệu cho thấy mèo chưa quen với nơi này. Mèo của bạn cần thời gian để xem xét tình hình và xem cả những người xung quanh. Nhìn thẳng. Khi một con mèo nhìn thẳng vào mắt bạn thì có nghĩa là nó tin tưởng bạn. Thú cưng cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn đấy. Chớp mắt chậm. Chớp mắt chậm cho thấy mèo của bạn đang bình tĩnh, thú cưng cảm thấy thoải mái và an toàn. Đôi khi, nó vừa chớp mắt chậm, vừa kêu rừ rừ nữa nha. 3. Tương tác với con người. Cọ người vào bạn. Nếu một con mèo cọ người vào bạn, thì nó đang đánh dấu bạn là lãnh thổ và tài sản của nó. Chọc. Chọc mũi ướt vào bạn là biểu hiện của sự gắn kết. Điều này cho thấy mèo cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở bên bạn. Cọ đầu hoặc đuôi. Khi mèo dụi đầu,
thân mình hoặc đuôi vào bạn. Đơn giản là nó đang nói xin chào thôi. Húc nhẹ. Húc nhẹ vào bạn là một dấu hiệu của sự thân thiện. Thú cưng đang say mê bạn đấy. Nhảy chân sáo. Mèo thường nhảy chân sáo khi vui hoặc muốn chơi đùa. Liếm bạn. Nếu một con mèo liếm bạn, đó là dấu hiệu cho thấy nó tin tưởng 100% và coi bạn là người nhà. Ăn tóc bạn. Khi mèo cắn tóc bạn, nó chỉ đơn giản là đang tắm cho bạn thôi. Đó là một dấu hiệu mạnh mẽ khác của tình yêu và lòng tin đấy. Cắn bạn. Khi mèo cắn bạn, hãy coi đó là dấu hiệu cho thấy thú cưng muốn được yên thân. Đúng vậy, mèo cũng cần có thời gian riêng tư, giống như con người. Mặt khác, cắn nhẹ nghĩa là mèo chỉ đang chơi với bạn thôi. 4. Những điệu bộ khác. Nếu một con mèo hếch mũi lên và húc đầu thì nó đang muốn nói là trẫm thấy người đó, sen kia. Mèo thường làm cử chỉ này với những người đi ngang qua cửa sổ. Bạn đã bao giờ để ý thấy điều đó chưa? Mèo sẽ cụp tai vào đầu nếu cảm thấy sợ hãi, lo lắng hoặc muốn chơi. Chúng cũng làm điều này khi đánh hơi thấy thứ gì đó làm chúng cảm thấy thích thú. Khi mèo hơi thè lưỡi và tự liếm mình thì chúng đang lo lắng hoặc bất an. Năm. Ngôn ngữ mèo méo mèo. Mèo thường chào mọi người hoặc thông báo sự hiện diện của chúng bằng một âm thanh ngắn. Tiếng mèo kéo dài cho thấy mèo rất mừng rỡ khi gặp bạn. Điều này xảy ra nếu bạn vắng nhà trong một thời gian dài. Tiếng kêu meo meo dài vừa phải có thể là mèo đang xin nước hoặc thức ăn. Một âm thanh dài kết hợp giữa tiếng gừ gừ và tiếng meo meo là một yêu cầu hoặc là lời ra lệnh. Tiếng meo meo trầm là lời phàn nàn hoặc ám chỉ sự không hài lòng. Ngoài ra có thể chú mèo của bạn đang sẵn sàng chiến đấu. Âm thanh lớn thường cho thấy nhu cầu cấp thiết, ví dụ như mèo của bạn cần thêm thức ăn. Âm thanh rừ rừ hoặc rung cho thấy mong muốn được chú ý và tiếp xúc gần hơn. Mèo kêu rừ rừ vì nhiều lý do khác nhau, nhưng thông thường nhất, mèo làm vậy khi mừng rỡ. Tiếp theo, sau đây là 3 mẹo quan trọng để giao tiếp hiệu quả hơn với mèo. Cách khiến mèo tin tưởng bạn. Đặt mèo của bạn xuống đất, đảm bảo là chân của nó chạm sàn. Chú mèo của bạn sẽ tin tưởng bạn và biết rằng nó sẽ không vỡ vụn nếu bạn thả nó ra. Cách vuốt ve mèo của bạn. Nếu bạn khoanh chân ngồi trên sàn và nhìn mèo của mình, nó sẽ coi đây là một cử chỉ thân thiện và chủ động đến gần cho bạn vuốt ve nó. Ngoài ra, để được phép vuốt ve mèo, hãy đưa tay về phía nó. Ngón giữa của bạn nên thấp hơn những ngón khác một chút. Con mèo sẽ bắt đầu cọ mũi hoặc mần vào tay bạn. Cách làm cho mèo của bạn xuất hiện. Mèo có thể đi trốn và chỉ xuất hiện khi ở một mình hoặc nghe thấy giọng nói điềm tĩnh mà thôi.